Rồi, hello, hello anh em. Rồi, chào tất cả anh chị em trên kênh. Chào tất cả các chị em phụ nữ này. Đây, hôm nay, lời nói đầu tiên thì cho phép mình gửi lời cảm ơn tất cả anh chị em đã yêu thương và ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em một ngày tốt lành. Đó, sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc. Hôm nay sáng nay mới mới được đi bắt về một em đây, bắt về đang gọi là lít 125 đời 2017. Con xe này là giống xe kho không đi. Rồi mình quay chi tiết nha. Quay sơ một vòng cho biết cái độ mới của nó đi. Đó. Đi vòng tròn cái đây. Đó, 27 phần này đây. Quá mới luôn. Không thể nào mới hơn, để lâu thì nó có nổ sơn này kia thì chiếc nào phải bình đó. Rồi mình quay cái dàn đèn trước đi. Đó, đời 2017, 2017 bây giờ con cái này nha, xe này đúng là xe không đi. Quay hết, quay cái đồng hồ trước cái để cho anh em bất ngờ này. Rồi 1159 cây. 2017 là 6 năm. Đó, 6 năm trời này. Đó. Mua chiếc xe này thì coi như là xe mới này. Khỏi suy nghĩ. Đây 2017. Sáng nay mình tới mình mua chiếc xe là mình hết hồn á. Có nghĩa là mình không ngờ mà nó mới cỡ này, không ngờ mà nó mới cỡ này. Mình cứ tưởng là xe dọn lại không à, đó. Nó bị trầy xước sơ, bỏ chung cư nó hơi bị trầy xước sơ lung mèo, bánh biết bỏ biết là đúng đát đúng số hết, đĩa rồi, đúng 1159 cây. Xe này được full dạng độ inox hết rồi. Đó, giờ đưa ra công chứng lại về đi chúng xe mới vậy thôi, khỏi full gì hết, người ta là full sẵn hết rồi. Lâu nó có nổ sơn là phải bắt buộc rồi, phải ba cái nước nhôm bây giờ là xe nào phải nổ, một vài năm là nổ sơn nha. Đó, bỏ vết trước sau đát của nguyên xi hết. Đó, đẹp như ngọc trinh này. Thùng ngủ trời ơi, đó như cái thùng vậy đó. Thì chiếc xe mà cứ 1.000 cây thì mấy bạn biết rồi, quay thì mình quay vậy thôi chứ thực sự ra quay để cho coi thôi chứ đúng 1.000 cây thì cũng có gì phải bàn rồi đó. Xe mới sao nó vậy. Ok, còn cái này đồ nghề nó còn hết, yên năm mới còn này. Rồi biển số thì 9 nút, khá dễ thương này. Em nào ai muốn giữ lại cái biển số này thì đi ủy quyền lấy biển số lại để đi, mà sang tên thì cứ ra bấm số mới định danh nha. Đó, xe. Để xước sơ dắt vô dắt ra. Đó, mới là chi tiết này. Học tác bảy màu hết. Bộ đồ đó bấm ra mới đét lên luôn. Cái này khả năng là thì chó dĩa đáy này hơi bị xét về, cái bô này không quan trọng lắm, tại thì bô được thì đơn giản. Mới xanh lè luôn, xanh lè luôn. Trong là xe mà đã nhắc về nhà thì cỡ nào phải trầy xước về, tại do chủ xe này không dám keo này. Úi trời ơi, đó như cái thùng đó, mới như cái thùng luôn, không còn gì để nói. Mà xe này thì nói chung là máy đồ thì nổ ra thì cũng xe mới, mình cũng không bàn rồi.
Rồi. Rồi 31 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu, chị em có nhu cầu thì alo mình liền. Rồi. Các bạn ở nhà là xem video. Rồi bye bye.